Coca-Cola. Kết quả thi cuối kỳ á trường có rồi, nghe nói nhất trường kỳ này là lớp cô đó. Thiệt hả? Tôi cũng hết hồn nè, tự nhiên lớp cô đội sổ mấy năm giờ vượt lên chính mình vậy. Mà bà có biết nhất trường là ai không? Sao tôi biết được, tôi nghe được có nhiêu đó nè. Ê, tụi bay tao mới nghe thầy cô nói chuyện á, nhất trường kỳ này là tao. Trời ơi, xin vía. Nghe dở vậy, mốt nay chỉ bài cho nắm đi. Tụi bay phải nghe tao biết chưa, bây giờ tao là con nhà người ta rồi đó. Con để ý kê mày hái đổ gì đó. Có đâu, tao chỉ thấy mày gái hơi to thôi. Tao nhất trường thì tao nói là tao nhất trường chứ không lẽ mày nghĩ đó là mày, tắc cười quá. Cái gì? Học sinh giỏi nhất trường là của lớp bà Coca-Cola hả? Phải đi hỏi mới được. Nè, cha cô làm mùi mùi. Corona có việc gì không? Tôi sắp có tiết dạy rồi. Đúng rồi, nghe nói kỳ này lớp người ta có trạng nguyên, cho nên lên mặt với tôi là đúng rồi. Ý cô là sao? Nghe phong phanh ba cái tin